Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Hành trình đỏ vận động hiến máu tình nguyện xuyên Việt do Ban Chỉ đạo Quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động đã bước sang năm thứ 10. Thanh Hóa là một trong năm tỉnh thành phố hưởng ứng và tổ chức chương trình liên tục qua các năm. Thông qua các hoạt động ý nghĩa, chương trình Hành trình đỏ đã lan tỏa thông điệp hiến máu cứu người là nhân đạo tới cộng đồng. Qua 9 năm tổ chức chương trình Hành Trình Đỏ, tỉnh Thanh Hóa đã tiếp nhận hơn 17.000 đơn vị máu. Số lượng máu tiếp nhận được năm sau cao hơn năm trước. Thông qua các hoạt động của chương trình đã góp phần nâng cao nhận thức hiểu biết của nhân dân trong tỉnh về hiến máu tình nguyện và các bệnh về máu, tạo chuyển biến tích cực trong phong trào hiến máu tình nguyện. Mỗi một giọt máu mà chia sẻ, trao tặng là một cái sự sống đem lại cái sự kết nối yêu thương. Hóa dự kiến trong cái chương trình này chúng tôi lấy uh, khoảng 1.500 tới 2.000 đơn vị máu và trong cả cái đợt từ ngày 13 đến ngày 17 thì dự kiến lấy khoảng 3.000 đơn vị máu. Với sứ mệnh kết nối dòng máu Việt, mỗi nơi hành trình đỏ đi qua không chỉ tiếp thêm hy vọng cho những bệnh nhân đang từng ngày chờ có máu để điều trị, mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái, lan tỏa sự sẻ chia, đồng cảm trong cộng đồng. Trong những năm gần đây, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường, ung thư, phổi tắc nghẹn mãn tính, hen phế quản, rối loạn tâm thần có xu hướng gia tăng. Đây là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong cho người bệnh và là gánh nặng về kinh tế. Theo số liệu thống kê của khoa phòng chống bệnh không lây nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thanh Hóa, toàn tỉnh có khoảng 130.000 bệnh nhân mắc bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường. Số thực tế được phát hiện thông qua các hoạt động tầm soát bệnh tại các bệnh viện và cộng đồng còn hạn chế nguyên nhân là do người dân chưa hiểu rõ về tác hại cũng như cách phòng tránh bệnh không lây nhiễm tâm lý không muốn điều trị tuyến dưới bệnh nhân tự ý mua thuốc ở ngoài tự điều trị thêm vào đó nhân lực tại các trạm y tế còn thiếu cán bộ chuyên trách tại một số trạm chưa được tập huấn về công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm trang thiết bị vật tư y tế chưa có đủ công tác phòng chống bệnh không lây nhiễm tại trạm chủ yếu chỉ dừng ở khâu tư vấn khám phát hiện kê đơn chưa điều trị thường xuyên cho bệnh nhân Trước thực trạng này, Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa đang tăng cường năng lực hệ thống y tế tuyến cơ sở, đẩy mạnh việc quản lý điều trị các bệnh không lây nhiễm, bệnh mạng tính, chăm sóc dài hạn tại y tế cơ sở. Mục tiêu là khống chế tốc độ gia tăng, tiến tới làm giảm tỷ lệ người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cộng đồng. Thưa quý vị và các bạn, do nhiều nguyên nhân khác nhau mà nhiều vùng nước tự nhiên mất cân bằng sinh thái, mất khả năng tự phục hồi của quần thể thủy sản tự nhiên dẫn đến nguy cơ cạn kiệt nguồn lợi thủy sản để khắc phục tình trạng này, hàng năm ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn Thanh Hóa đã tăng cường tổ chức hoạt động thả các giống thủy sản để bổ sung, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Từ năm 2008 đến nay, tri cục thủy sản Thanh Hóa đã phối hợp với các đơn vị địa phương thả trên 50 tấn cá giống truyền thống, 8.000 cá lăng trên giống, 12 triệu con tôm sú và 12.000 con cua xanh xuống các thủy vực tự nhiên và khu vực biển Hòn Nè. Hàng năm, các huyện thị xã thành phố trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các ngành đơn vị thả các loài cá tôm vào các hồ thủy vực tự nhiên. Ngoài các đợt thả tập trung như ngày truyền thống ngành thủy sản mùng 1 tháng 4, ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, hoạt động thả giống thủy sản còn huy động được nguồn xã hội hóa với nhiều tổ chức cá nhân tham gia. Thường xuyên tuyên truyền để người dân chấp hành tốt cái việc là đánh bắt khai thác nguồn lợi thủy sản một cách bền vững và không sử dụng các cái kích trung điện cũng như là vật à, liệu nổ để thì, thực hiện đánh bắt cá. Ngoài ra cái thời gian mà cá sinh sản, mùa cá sinh sản thì không sử dụng cái lưới à, mắt nhỏ để khai thác tận diện. Chương trình đã lan tỏa đến các cái uh, tổ chức cá nhân trên địa bàn tỉnh và cũng như là được các cấp chính quyền địa phương quan tâm và đặc biệt là ý thức của người dân đã được nâng lên nhằm bảo vệ và phát triển cái nguồn lợi thủy sản đồng thời tăng cái nguồn thu nhập tạo cái sinh kế cho người dân. Cùng với tổ chức hoạt động thả các loại giống thủy sản, Tri Cục Thủy sản Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các huyện, thị xã thành phố, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong bảo vệ tái tạo nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường, ngăn chặn những hành vi hủy hoại nguồn lợi thủy sản, từ đó góp phần đảm bảo sinh kế bền vững cho người dân sống bằng nghề khai thác thủy sản. Tại huyện Thạch Thành, bên cạnh điểm đến nổi tiếng là Thác Mây, nơi đây còn có nhiều suối nhỏ trong lành thơ mộng. Phát huy lợi thế tự nhiên, một nhóm người dân địa phương đã phát triển điểm du lịch mới, thu hút khách du lịch trong và ngoài tỉnh. Chụp ảnh ở suối, tắm ở suối, bắt cá ở suối, ăn ở suối và thậm chí là ngủ ngay bờ suối là những gì du khách được trải nghiệm khi tham gia các homestay với hình thức du lịch sinh thái bên suối ở xã Thạch Lâm huyện Thạch Thành. Du lịch bên suối nơi đây được chính người dân khởi xướng và được chính quyền địa phương ủng hộ, thí điểm để nhân rộng, kết hợp với điểm du lịch thác mây, tạo nên sự liên kết giữa các điểm du lịch. Để biểu diễn phục vụ du khách đến tham quan hình thức tại địa phương, trong đấy chọn một số cái hộ có điều kiện để làm cái nhóm hộ làm du lịch homestay và tổ chức cho các hộ đấy đi tham quan ở các khu, khu du lịch khác để về học tập và về để áp dụng thực hiện. Chúng tôi sẽ quản lý và không để xảy ra những cái tình trạng chèn ép khách rồi đón khách tăng giá hay bán quá giá ở thị trường và đặc biệt là quản lý về cái an toàn đảm bảo cho du khách. Mặc dù còn khá mới, song du lịch bên suối đang dần khẳng định được sức hút đối với du khách, nhất là những người ưa khám phá trải nghiệm. Trung bình mỗi tuần, homestay phát triển hình thức du lịch này đã đón khoảng 300 lượt khách, qua đó góp phần làm đa dạng thêm các điểm du lịch trên địa bàn huyện Thạch Thành, hướng tới hoàn thành mục tiêu đón gần 109.000 lượt khách mà huyện đặt ra trong năm 2022. Sau đây là những thông tin trong nước vừa được chúng tôi cập nhật. Sáng sớm nay, ngày 13 tháng 7, tại chợ Đọ Xá, phường Ninh Xá, thành phố Bắc Ninh, đã xảy ra cháy lớn. Do trong chợ có nhiều mặt hàng là quần áo, giày dép, nên đám cháy lan rất nhanh, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và chống cháy lan. Đám cháy đã bao trùm 120 gian hàng và 4 kiosk, tổng diện tích 1.500m2. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng ước tính thiệt hại về tài sản là trên 33 tỷ đồng. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ việc. lực lượng chức năng thành phố Hà Nội vừa kiểm tra phát hiện một cơ sở tại quận Nam Từ Liêm làm giả hàng nghìn kinh áp tròng mang nhãn sản xuất tại Hàn Quốc nhưng xuất xứ lại từ Trung Quốc. Để phục vụ việc thay nhãn cho kính áp tròng, cơ sở này đầu tư cả dây chuyền dán nhãn mác mới tự động. Ước tính số kính áp tròng không đủ điều kiện lưu hành bị thu giữ tại cơ sở này lên đến hàng chục nghìn sản phẩm. Công an huyện Tràng Định tỉnh Lạng Sơn đang tạm giữ hình sự Trần Quốc Toàn về hành vi tàng trữ một gói ma túy và một khẩu súng, 99 viên đạn các loại. Tại cơ quan công an, Toàn khai nhận mua gói ma túy trên của một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ với giá là 200.000 đồng mang về để sử dụng. Khẩu súng và số đạn đối tượng đang cất giấu tại nơi ở, mục đích dùng để săn bắt thú rừng. Trên địa bàn xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An vừa xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng, theo thông tin ban đầu, đối tượng Lương Văn Thảo, chú tại xóm Văn Giang, xã Nghĩa Thái, đã chém chú họ và hai gia đình hàng xóm, khiến một người tử vong tại chỗ, ba người bị thương nặng. Sau khi gây án, Thảo đã bị lực lượng công an và người dân khống chế bắt giữ. Lãnh đạo địa phương cho biết, đối tượng Thảo trước đây có biểu hiện của bệnh hoang tường, đã được gia đình đưa đi chữa trị và có bệnh án tâm thần. Công an huyện Ea Hleu, tỉnh Đắk Lắc đang vào cuộc điều tra vụ cho bé 8 tuổi bị tẩm xăng đốt, gây bỏng nặng ở chân, có nguy cơ hoại tử do không chịu đi trộm mù cao su. Theo thông tin ban đầu, một nam thanh niên chú tại xã Ea Heo, huyện Hleu, chở ba cháu nhỏ đi ăn trộm mù cao su. Khi tới nơi, cả ba cháu đều không đồng ý và bỏ chạy. Hai cháu chạy thoát, riêng một cháu bị nam thanh niên bắt giữ lại và dùng xăng tẩm vào chân rồi châm lửa đốt, gây bỏng nặng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn tất điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố Nhâm Hoàng Khang, lập trình viên sinh năm 1987, ngụ quận Tân Bình, về tội cưỡng đoạt tài sản. Khang bước đầu khai đã nhận lợi dụng sơ hở trong việc bảo quản, lưu giữ dữ liệu bảo mật thông tin của tổ chức cá nhân. Khang đã đột nhập lấy trộm thông tin rồi tống tiền và nhận của nạn nhân 400 triệu đồng. Chiều ngày 12 tháng 7 tại phường Mỹ Phước, đội cảnh sát kinh tế, công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đã phát hiện tại điểm kinh doanh vận tải chi nhánh công ty cổ phần vận tải Sài Gòn tại An Giang có gần 37.000 sản phẩm thuốc tân dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, hóa chất, linh kiện điện thoại, không có hóa đơn chứng từ, chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với toàn bộ số hàng hóa nói trên. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ. Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức thời sự trong tỉnh và trong nước. Ngay sau đây là phần tin quốc tế. Quý vị và các bạn có thể xem lại bản tin 18 giờ 30 tại địa chỉ website truyền hình thanh hóa.vn. Thông tin phản ánh của quý vị và các bạn xin gửi về chương trình theo địa chỉ bản tin 18 giờ 30 ttva.gmail.com hoặc số điện thoại đường dây nóng 0888 25 36 36. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi bản tin 18 giờ 30 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin kính chào và hẹn gặp lại.